Hello cả nhà và đến hôm nay đến với chia sẻ kỹ thuốc thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba bài thuốc và có nhiều có một bạn trong kênh hỏi rất là nhiều trong các video nha đó là cái bệnh gọi là viêm họng viêm họng hạt ho rồi viêm abidan thì các bạn sẽ sử dụng cho mình hai cái bài thuốc sau đây và trong kênh của mình thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn nha và bài thuốc này là các bạn sẽ sử dụng cho mình. <laughs> cái rau giúp cá nha cả nhà và đây là cái rau giúp cá mình đã do mình quay cho nên mình hái tượng trưng cho các bạn thôi nếu như các bạn ra chợ các bạn mua á thì các bạn sẽ mua cho mình một bó nha một bó to như vậy thì khoảng từ 5 đến 10 ngàn sau đó có về cái về là các bạn lặt những cái lá hư các bạn bỏ đi các bạn lấy cả thân cả gốc cả lá nha đó cả thân cả gốc cả lá các bạn sắt ra và các bạn ngâm nước vào gạo hoặc là ngâm nước muối cho nó sạch ờ, sạch sẽ đi rồi các bạn để ráo cho mình sau đó là các bạn sẽ dùng cái nước vo gạo như thế này. Nước vo gạo này là các bạn lưu ý á. Là nước vo gạo này là các bạn uh, lấy cái nước thứ hai của nước vo gạo nha các nhà. Cái nước nhất các bạn bỏ đi, sau đó lấy các bạn lấy cái nước thứ hai. Sau đó các bạn để vào trong cái tô này cho mình. Và sau đó là cái rau giúp cá này các bạn sẽ sắc nhỏ ra và các bạn cho các bạn cho vào trong cái nồi, à, cho vào trong cái nồi nha. các bạn cho vào trong cái nồi. sau đó là các bạn sẽ đổ cái nước vo gạo này vào trong cái cái nồi. các bạn nấu cho mình từ 15 đến 30 phút hoặc là 45 phút. các bạn nấu với nước vo gạo như thế này. các bạn có thể là các bạn vo ba bốn lần gạo. các bạn để lại cho các bạn lấy khoảng hai tô như vậy nha. hai tô như vậy và các bạn bỏ lên bếp các bạn đun. đun sau đó là các bạn sẽ um, các bạn bỏ sau khi các bạn vớt ra nha các bạn đổ vào trong các bạn đã nấu rồi các bạn đổ ra cái ca các bạn uống cho mình à, uống một một ít các bạn để uống một ít là các bạn để các bạn sát khuẩn cái vòng họng nha xác sát khuẩn cái vòng họng thì các bạn sẽ làm như thế nào thì hôm nay là mình chỉ cho các bạn luôn các bạn dùng một ít cái dung dịch mà các bạn đã nấu các bạn để riêng ra cái ly còn nóng nha sau đó là các bạn chuẩn bị cho mình là một tô nước sôi sau đó là các bạn nhỏ vào cho cho mình vào đó là khoảng một muỗng giấm nha một muỗng giấm một muỗng giấm ăn mình á à. một muỗng giấm ăn sau đó là các bạn là mới uh, mới khò các bạn xong cái 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 mũi trước các bạn xong cái mũi nha xong cái mũi sau đó là các bạn mới lấy một ít ra các bạn cho các bạn khò bên trong miệng khò bên trong khoang miệng của mình để cho cái những cái dịch đờm ở trong miệng mình nó ra hết nha. Đó là các bạn sẽ sử dụng giấm nuôi giấm ăn của mình á. Các bạn làm đúng như mình chỉ nha các bạn sẽ sẽ thấy là nó đỡ rất là nhiều. Sau đó là các bạn đã khò ở trong họng rồi thì các bạn sẽ um, lấy cái tai mũi họng nó liên quan đến nhau mà lúc này là các bạn khò cái cái họng thì bắt đầu có lỗ tai các bạn sẽ ngứa nó rất là ngứa và rất là khó chịu thì các bạn sẽ làm sao thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái bông gòn lấy cho mình cái bông 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 quấy tay các bạn chấm vào trong giấm nha chấm vào dung dung dịch là giấm 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 hỗn hợp đặc luôn á các bạn sẽ rửa cái lỗ tai ha các bạn sẽ nhúng vật máy vào trong cái lỗ tai nó rất là dễ chịu nha cả nhà đó là các bạn lưu ý cho mình là cái 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 giấm cái đó là cái phần khò nha cả nhà cái phần khò các bạn kho các bạn làm cho mình một tuần là các bạn sẽ thấy là cái viêm hồng hạt viêm họng rồi à, ho thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều và nó sẽ không còn đờm không còn đau không còn rát ở trong họng nữa nha cả nhà cái đó là cái bài thuốc trừ từ cái nước vo gạo và cái rau giúp cá như thế này kèm với cái um, dung dịch giấm các bạn xong và các bạn khò ở bên trong lưu ý là lúc nào các bạn cũng khò rửa ở bên trong thì nó sẽ lên tại tai mũi họng nó liên quan đến nhau cho nên các bạn sẽ vệ sinh cho rất là kỹ càng cái mùa dịch bệnh này nó rất là nguy hiểm nha cho nên các bạn có thể là các bạn sử dụng cái bài thuốc này cho mình luôn đây là bài, bài thuốc thứ nhất từ từ rau giúp cá và nước vo gạo nha nước vo gạo còn cái bài thuốc thứ hai của chúng ta cái này là dành cho những bạn mà đạt cái mùa dịch này cũng rất là cần thiết nha cả nhà và cây này thì nói chung là ai cũng biết đúng không ạ và đây là cây cây chua me đất nha cả nhà cái chua me đất thì đặc điểm của cây chua me đất ở trong cơn của mình cũng nói rất là nhiều nó cũng giống cái cây um, cỏ bợ nha nhà cả nhà nhưng đây không phải là cái cỏ bợ mà đây là cây cây chua me đất thì những bạn nào mà viêm họng hay ho thì các bạn cứ nhổ về và các bạn bỏ miếng muối vào và các bạn nhai nhai chấp chấp các bạn nuốt nha nếu như có nhiều thì các bạn nhai cho mình trong vòng một tuần các bạn sẽ thấy ho nó giảm rồi nó cũng không có rác cổ tại vì đây là xanh nó sát khuẩn vòng họng của mình cái chua me đất này thì thường thường thì nó mọc rất là nhiều mọc rất là nhiều xung quanh những cái gốc cây gốc cây kiển mình trồng á thì các bạn ngâm nước muối và các bạn cho một hạt muối các bạn nhai nhai từ từ và các bạn ngậm và chip lấy cái nước nút từ từ đây là cái chua mai đất nha nó rất là hay nha đó cái chua mai đất này còn nấu uống được nha cả nhà nấu uống rất là tốt nha các bạn cũng có thể nấu về và các bạn và các bạn lưu ý là khi các bạn bị viêm hồng hạt các bạn bị viêm amidan rồi các bạn bị viêm họng ho thì các bạn hạn chế là các bạn không được dùng nước đá tuyệt đối là không dùng nước đá và ăn các đồ lạnh nha còn bị viêm thì các bạn không sử dụng rau muống không sử dụng cà pháo không sử dụng các loại chất lên men bởi vì nó sẽ làm cái cái đồ bị viêm rồi ăn những cái đồ mà nó gây lét cho viêm thì các bạn không nên dùng đó là cái bài thuốc hôm nay mình chỉ cho cả nhà luôn cà chua ma đất này thì các bạn tìm rất là nhiều ở xung quanh rất là cũng rất là dễ tìm nha các bạn kết hợp chung với cái bài uh, các bạn có thể là các bạn nhai cái này ngoài lề cho mình cũng được các bạn có thể sử dụng bài thuốc bài thuốc từ cái rau dếp cá và cái nước vo gạo này sau đó là các bạn nhai thêm cho mình cái chua mai đất này nữa nha rất là tốt uh, thậm chí là các bạn không cần dùng thuốc tây nó cũng khó nữa nha đó và mình muốn chia sẻ cho cả nhà luôn chua mai đất này thì mọc dại rất là nhiều hôm nay là mình hái về là mình quay cái video cho cả nhà luôn và rau giúp cá thì các bạn cũng cũng để rau giúp cá các bạn cũng để trong 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 tủ lạnh các bạn làm cho mình một tuần nha thì nó sẽ rất là hay và các bạn xong cái bài giấm mình chỉ giấm cho bạn xong á những bạn nào mà đang bị có có khả năng các bạn nếu các bạn nhắm các bạn bị dương tính do xác của V2 thì các bạn có thể là làm cái bài đó cũng được các bạn ngâm và các bạn luôn luôn giữ ấm cho cơ thể sau đó là các bạn có thể là dùng máy sấy các bạn sấy những cái vùng như là trên đầu nè sau lưng hai hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân sau đó là các bạn sử dụng các bài sông giấm và cái có chua me đất này thì các bạn kết hợp luôn cho mình cũng được rất là hiệu quả nha cả nhà thì hôm nay là bài thuốc của mình là theo cái bài uh, uh, lời yêu cầu của bạn đó thì mình xin chia sẻ cái bài thuốc này nếu như các bạn thấy hay thì các bạn có thể áp dụng nha cũng không có tốn tiền nhiều chỉ tốn cho tầm khoảng tầm đến năm đến mười ngàn để mua ra giúp cá thôi còn nước vo gạo thì mình lấy mình cho vo gạo thì mình để lại nha và hy vọng bài thuốc này sẽ được nhiều người biết đến và áp dụng thành công trong cái mùa dịch này à, sát khuẩn đường họng viêm họng rất là hay à, cũng không có phải tốn kém gì nhiều à, hãy sát khuẩn các bạn không bị cảm ho thì các bạn muốn sát khuẩn đường họng của mình mà nó sạch thì các bạn cũng có thể sử dụng bài thuốc này được luôn nha cả nhà rất là hiệu quả nha à, hôm bữa thì tiếng của mình cũng ho ho thì mình đã nhai cái câu chuông mai đất này nó cũng khó rất là nhiều rồi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video khác và nếu như các bạn thấy hai video hay thì các bạn subscribe chia sẻ cũng giống như là chia sẻ cái bài thuốc này cho mọi người biết thêm công dụng cũng như liều dùng của các cái thuốc nha cả nhà. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha. Bye bye cả nhà mình nha.